Hội nghị báo chí toàn cầu GPC 2018 về hội chợ triển lãm hàng điện tử tiêu dùng và gia dụng lớn nhất thế giới IFA 2018 vừa diễn ra tại thủ đô Rome của Italia từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 năm 2018. Trên 300 nhà báo từ 58 quốc gia tham dự hội nghị đã được các chuyên gia nghiên cứu thị trường và các nhà sản xuất giới thiệu về những xu hướng phát triển nổi bật nhất trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng và gia dụng thế giới. Đó là tính năng thông minh, trí tuệ nhân tạo và màn hình với độ phân giải 8K. Những xu hướng này sẽ được thể hiện trong các sản phẩm được tung ra thị trường vào mùa Giáng sinh năm nay như đồng hồ kiểm soát và chăm sóc sức khỏe thế hệ mới, một số đồ gia dụng thông minh, các thiết bị nghe nhìn cập nhật công nghệ, đặc biệt là TV 8K đầu tiên trên thế giới của hãng Sharp. Bên cạnh đó, các tính năng khác như thân thiện với môi trường và người dùng, kết nối thông minh và mẫu mã bắt mắt vẫn tiếp tục được phát huy. Một điểm chung mà nhiều nhà sản xuất hướng tới là phát triển hệ thống ứng dụng trên điện thoại thông minh. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm soát các thiết bị gia dụng và khai thác tối đa công năng của các thiết bị đó. Hội chợ triển lãm hàng điện tử tiêu dùng và gia dụng lớn nhất thế giới IFA 2018 sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 5 tháng 9 năm nay tại thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức.